Có một mối tình được 4 năm. 4 năm sau chia tay. Chuyện kể ra thì dài nhưng mà vì một lý do nó không tế nhị cho lắm. Em thấy mình có lỗi gì trong đó? Thật sự lỗi là tại vì lo công việc nhiều quá, ham việc quá. Đó, có nghĩa là mình đi làm liên tục, không có thời gian để ý đến việc vợ con. Đó, cưới nếu mà bỏ sống chung thì được 5, hơn 5 là như vậy. Mình có con chưa? Em có một cháu gái 8 tuổi. Con gái ở với ai? Con gái ở với em từ lúc 3 tuổi. Em cũng đã trải qua một cuộc sống hôn nhân là 10 năm. Em có hai cháu là một bé trai một bé gái. Hiện tại đang ở với bố. Hai bạn đều ở với bố hả? Dạ vâng ạ. Hai bạn ở với bố ạ. Một bé học lớp 6, một bé học lớp 1 ạ. Chồng mình có sai cái gì trong cuộc hôn nhân đó hay không? Dạ, cái lỗi duy nhất của em là tin bạn tin chồng đấy. Chồng của em thì ngoại tình với bạn thân của em ạ. Em là Dương Công Sơn, sinh năm 1989, hiện đang ở Vũng Tàu và công tác làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Làm việc gì Sơn? Em làm công ty cấp nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em xin tự giới thiệu, em là Vũ Ninh, em 30 tuổi, hiện tại em đang làm việc ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Em làm việc ở Bình Chánh nhưng mà em ở đâu nè? Dạ em ở Bình Chánh luôn ạ. Ở Bình Chánh ở với ai? Dạ hiện tại em ở một mình ạ, gia đình ngoại em ở gần đó. Rồi, cô gái của chúng ta 30 tuổi làm việc và sinh sống tại Bình Chánh. Bây giờ Sơn nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là mấy vấn đề như điện nước, nhà cửa, những việc nặng thì ok, làm hết. Nấu ăn cũng ham vui, cũng thích làm. Nấu ăn cũng được. Dạ. Khuyết điểm là gì Sơn? Khuyết điểm thì cứ lâu lâu có bạn bè cứ gọi cái là đi. Cứ gọi là đi. Gọi đi nhậu nhất là hay đi. Nhưng nữa có vợ rồi, có con rồi, bạn gọi là có đi không? Chắc là cũng phải giảm bớt. Đúng rồi. Dạ, giảm lúc bớt. Có vợ con mà cứ vợ bạn gọi đi là cũng mệt lắm phải không? Dạ. Mà nhà gái? Nhà gái thì sao? Ưu điểm của mình là gì? Em thì hòa đồng ạ. Em dễ tin người, dễ bị lợi dụng ạ. Nói chung là trong công việc em hay bị gạt ấy, tại vì hay tin người. Cái đó là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm ạ. Còn ưu điểm của em là hòa đồng, biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, biết đối nhân xử thế, biết đối nội đối ngoại ạ. Cô gái của chúng ta là chỉ có cái khuyết điểm là dễ tin người quá thôi. Dạ đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi Sơn? Em có hai mối tình anh. Một mối tình từ hồi học cấp 3 và sau này có một mối tình được 4 năm. 4 năm sau chia tay. Chuyện kể ra thì dài nhưng mà vì một lý do nó không tế nhị cho lắm. Em thấy mình có lỗi gì trong đó? Thật sự lỗi là tại vì lo công việc nhiều quá, ham việc quá. Đó, có nghĩa là mình đi làm liên tục, không có thời gian để ý đến việc vợ con. Đó, đó là một trong những sai lầm nhất của tất cả những người đàn ông. Do lúc đấy là em mới vào Vũng Tàu làm thôi. Đấy, quê ngoài Bắc, không bắt đầu em vào Vũng Tàu em làm. Là có cưới nhau không? Có. Cưới nhau mấy năm? Em cưới nếu mà bỏ sống chung thì được 5, hơn 5 là em đi rồi. Rồi có con chưa? Em có một cháu gái 8 tuổi. Vậy con gái ở với ai? Con gái ở với em từ lúc 3 tuổi. Rồi mẹ ở gần đó không? Không ở cùng. Mà tính đi từ lúc nó 3 tuổi đến giờ là không liên lạc. Không liên lạc? Không. Nhưng mà giấy tờ này kia? Giấy tờ là em từ lúc ra tòa xong, từ lúc đó đến giờ là... Tức là ra tòa có giấy tờ đàng hoàng rồi. Đàng hoàng hết. Coi như là mình đã nhận ra một cái trách nhiệm là mình ít quan tâm đến gia đình. Dạ. Khi chúng ta đã nhận ra điều đó thì chúng ta sẽ bổ sung nó cho một cái cuộc tình sắp tới để cho nó trọn vẹn hơn hả Sơn ha? Dạ. Em cũng đã trải qua một cuộc sống hôn nhân là 10 năm. Em có hai cháu là một bé trai một bé gái. Hiện tại đang ở với bố. Hai bạn đều ở với bố hết? Dạ vâng ạ. Hai bạn ở với bố ạ. Thỉnh thoảng em cũng có bay ra ngoài Bắc để thăm hai bé và hè đến Tết đến là có đón cháu vào trong này sống cùng ạ. Chia tay lâu chưa Linh? 2 năm rồi ạ. Hai con lớn chưa em? Dạ, một bé học lớp 6, một bé học lớp 1 ạ. Chồng mình có sai cái gì trong cuộc hôn nhân đó hay không? Dạ, cái lỗi duy nhất của em là tin bạn tin chồng đấy. Chồng của em thì ngoại tình với bạn thân của em ạ. Chồng của em thì ngoại tình với bạn thân của em ạ. Một cuộc tình không trọn vẹn ha. Thôi, bây giờ chúng ta nói về chuyện tương lai đi. Dạ. Đó, bây giờ ở tương lai nè, mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Em đã từng trải rồi nên là cái lựa chọn tình yêu của mình, tình cảm của mình ấy, nó hơi khó khăn một chút. Là tại vì đã bị mất niềm tin ấy. Có nghĩa là rất là nghi ngờ, hay ghen. Sẽ có một chút tính hay để ý ấy, thì em mong muốn có một người nào đó hòa đồng này, không gia trưởng này. Có thể lắng nghe và thấu hiểu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em.
làm chỗ dựa vững chắc cho em sau này ạ. Được không Sơn? Tiêu chí đó được không? Chuẩn. Chuẩn. Chào nhà trai. Chào chị. Nghe nhà gái chia sẻ thấy sao? Tốt. Tốt là mình tốt đó hả? Không, nhà gái tốt. Nhà gái ta buồn chết rồi tốt. Không, người ta có quan điểm như vậy là được rồi. À. Thay đổi rồi chứ. Nhưng mà em có thể thực hiện những tiêu chí nhà gái đưa ra không? Cái đấy thì em làm được mà. Nhà gái đã từng tổn thương vì cái câu chuyện ngoại tình cho nên là có lẽ là họ sẽ hơi khắt khe hơn trong cái cuộc sống đó. Nếu mà mình tiến tới với bạn này là mình phải làm cho bạn này thật là tin tưởng đó nha. Tại vì em cũng tính như thế nên em cũng cảm nhận được cái điều đó. À vậy hả? Dạ. Vì vậy giờ mong muốn của em là như nào? Em chỉ mong muốn một sau này là có một cái tổ ấm gia đình. Nói chung là vợ chồng phải là vun đắp cho nhau. Nói chung là cuộc sống này thì không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà khi đã vun đắp vào nhau thì tốt nhất những cái gì mà đáng bỏ qua nên bỏ qua. Nói chung là 9 thành 10. Chứ rồi. Đừng có ngoi móc nhau ra để làm gì. Này. Hợp lý. Rồi hôm nay Sơn đi với ai? Em đi mình. Một mình. Em cũng nghe người. À. Rồi có ông Mai cũng lo ha. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái em ạ. Rồi chào nhà gái ạ. Em tên là Yến Nhi thì em là em gái của chị Linh. Ngồi ở đây thì em là người đối diện với lại nhà trai. Em nhận xét về bề ngoài trước thì anh cao, ráo, đẹp trai. Thêm nữa là qua cái cách anh nói chuyện thì em cũng biết được là anh cũng có một cái quá khứ nó gần giống với lại chị em. Nói chung là cũng sẽ có một chút gì đó gọi là đồng điệu. Thì em cũng không mong gì hơn là chị em sẽ tìm được một người có thể giúp chị chữa lành được những cái vết thương của quá khứ. Cũng giống như là sẽ giúp cho chị em có thể vượt qua được những cái điều không hay và trở nên một con người gọi là hoạt bát thật sự, chứ không phải là chỉ vui vẻ từ cái vẻ bên ngoài. Thì không biết anh có thể làm được điều đó không ạ? Anh xin trả lời em là cái đó không phải riêng khả năng của anh, mà có nghĩa là phải hai người thì mới có khả năng đó. Còn một mình anh cũng không được, mà một mình chị cũng không được. Dạ vâng, câu hỏi đó cũng giúp em nhận ra là anh cũng thuộc tiếp người gọi là chín chắn, trước khi trả lời vấn đề gì cũng suy nghĩ rất là kỹ càng, chứ không phải là mình chỉ trả lời cho có. Theo cá nhân em thì em thấy hai anh chị có thể sẽ hợp với nhau, nhưng mà em vẫn tôn trọng quyết định của chị của em. Nếu như chị em đồng ý thì em luôn ủng hộ à. Cảm ơn em. Thôi. Mở ra. Em chỉ có quà thì em cũng có món quà tại cho anh, đó là một chậu cây sen đá. À, làm tại Vũng Tàu, ở tại Vũng Tàu luôn ạ. Anh làm trong thành phố luôn. Đã thế nếu như ví dụ như mình có thể về cùng nhau này, có thể nắm tay nhau này, ở bên nhau thì sau này em về có phải làm dâu không ạ? Tại vì anh con một. À, dạ. Làm dâu nhưng mà bố mẹ thoải mái vẫn ok. Dạ. Hoặc là không thích thì ta ở gần. À, dạ. Có gì đâu. Anh vẫn có chỗ riêng mà. Dạ vâng. Nãy là em có nói cái chuyện của em này, anh cũng biết là dạ. Em là một người nặng tình. Nhưng mà bị lừa đâm ra mất niềm tin. Đó là sự thật. Dạ, đúng anh rồi. Cũng thế chứ không phải. Anh cũng bị mất niềm tin. Anh phải đủ can đảm lắm thì anh mới bước chân lên đây. Dạ em cũng vậy ạ. Bây giờ chúng ta phải nói cho rõ cho nhau về quan điểm hôn nhân sắp tới. Dạ đúng. Chúng ta sẽ làm gì cho nhau để ta hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Em thì là tự lập. Hiện tại em cũng sống một mình. Thế anh ở Vũng Tàu như thế thì trong cái thời gian mình tìm hiểu đi thì sẽ đi lại như thế nào ấy? Ví dụ như hẹn hò anh thì làm hành chính. Dạ. Có như từ thứ hai thứ sáu. Bắt đầu từ chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật là anh nghỉ. Dạ. Như vậy thì một tháng có thể anh lên em hay là anh đón em xuống dưới đó ạ? Bất kể như thế nào hợp lý là được. Dạ. Chứ không phải nhất thiết là phải là lên, mà cũng không phải nhất thiết phải xuống. Tại vì có nghĩa là sao cái bối cảnh nó hợp lý là được. Dạ. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Bây giờ nếu mà xác định đến hôn nhân gia đình nhé, nếu mà về một nhà sống thì anh cũng nói là ở gần bố mẹ thì cũng được, mà ở chung với bố mẹ cũng được. Cái đấy mà không ảnh hưởng gì tới em á là được. Tại vì anh có mình anh là con trai. Dạ vâng. Bên em còn hai cháu, em có hai cháu rồi. Thì hiện tại đang ở với bà nội. Thế nhưng mà em vẫn phải chu cấp cho các cháu hàng tháng, hầu như là chu cấp hoàn toàn. Hai cháu là lúc nãy anh có nghe là một đứa học lớp 1 với... Một đứa học lớp 6 ạ. Học lớp 6 à? Dạ vâng ạ, một đứa cũng học lớp 6. Thì anh có chấp nhận được cái hoàn cảnh đó không ạ? Em nói là nghe. Thêm một cái nữa được không ạ? Em muốn hỏi, nếu như trong trường hợp mình về cùng nhau để tiến tới hôn nhân, anh muốn trong thời gian bao nhiêu lâu ạ? Quan trọng là cùng quyết định. Dạ. Không nhất thiết là phải bao nhiêu lâu, kể cả 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chỉ cần quyết định là được.
Còn với em ấy thì hôm nay nếu mà về cùng nhau được là một chuyện rất là vui. Và em cũng cần có thời gian, tại vì em đã từng đổ vỡ. Bây giờ hiện tại là em cũng muốn thời gian để thử thách anh nữa. Thì em cần thời gian ít nhất là nửa năm trở lên. Tại vì có khi là anh lại muốn cưới ngay. Ví dụ như một vài tháng yêu nhau là thấy hợp, là đòi cưới, là em không có chịu điều đó. Em là em muốn phải ít nhất nửa năm để em nhìn rõ con người của anh. Em có tin tưởng để gửi gắm tương lai của em được hay không ấy, thì anh có đồng ý không ạ? Đúng rồi, em thử thách anh thì xin phép lại cũng phải thử thách em. Dạ đúng rồi, tại vì mình nói chung là như các cụ ngày trước nói là giá rổ cạp lại ấy, nên là mình nên chọn lựa chọn tốt hơn một chút. Chứng chắn một lần bấp rồi để lần sau cũng bấp đừng. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ mình nắm tay nhau như nào? Đó, đúng rồi. Một nụ hôn đầu tiên. Thôi má thôi được không ạ? Tiền mua hôn đầu. Sợ anh hôn chỗ khác. Em nghĩ hôn đầu. Không, em sợ anh hôn chỗ khác. Bắt đầu. Bán lên đàn ông. Ok. Rồi. Dạ. Đây là sợ người ta tán mình đúng không? Thành ra thôi kệ, hôm nay hai bạn nhiều khi cơ duyên gặp nhau là lại thành mảnh ghép của nhau ha. Hai bạn này hợp nhau là giọng nói rì rù rì nè. Rù rì đó. Hôm nay cũng nhỏ, bên kia lại càng nhỏ hơn. Khó nghe quá. Tôi lớn chút xíu nào. Bây giờ bạn trai Thanh. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình anh. Mạnh mẽ lên, hai mối tình. Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm mấy anh. Trời ơi dài dữ vậy. Dạ dài lắm anh. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh. Nhà em xa hả? Dạ. Gia đình người đó đâu? Ở Cà Mau anh ơi. Cà Mau với Hậu Giang đâu có xa đâu. Dạ nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó? Là xa chứ không phải là gần đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu. Dạ không chịu rồi. Còn thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ mối tình kia em quen không được 6 tháng. 6 tháng thì là sáng tháo đó hả? Thôi bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là hai mối tình. Rồi hiểu nhưng rồi. Nhưng mà xa quá, xa bằng cách lòng, bên kia không chịu. Còn bên kia còn nhà gái sao? Là ở đâu vậy ta? Mình nhà gái tôi á là sinh hoạt làm việc ở Củ Chi. Củ Chi. Còn ở là ở Sài Gòn. À Củ quê Chi qua Bình Dương dạ, qua cầu Phước Cường đúng không em? Dạ đúng rồi. Là tới rồi. Quê đâu vậy? Quê ở thành phố luôn bạn ơi. Quê thành phố quận mấy? Dạ ở quận Tân Bình ạ. À. Tân Bình. Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó đến Cà Mau rồi sợ không sao rồi. Giờ mình có mấy mối tình rồi mình nói cho Bỉnh nghe đi cưng. Dạ em có hai mối tình ạ. Hai mối tình luôn. Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Ừ. Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi dạ. Cũng là xa mà cách lòng luôn. Dạ dạ. Rồi mối tình dạ. Thứ hai. Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên là anh đó chán ạ. À có nghĩa là mình quan tâm người ta quá mức mà người ta cảm thấy là nhiều khi bị nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là bị cảm thấy bị control á, bị giống như là bị kiểm soát nhiều quá cái quan tâm nhiều quá nó ngán á. Dạ, dạ. Gái xinh đẹp. Dạ. Đàn ông kỳ lắm, không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó, người ta cứ tò mò đi tới hoài, hướng tới hoài, còn quan tâm quá đôi khi ngán, bạn cũng quan tâm hoài mệt quá, bị giống như bị bó kiểm soát á, bị kiểm soát á, thì thành ra là người ta khó chịu. Dạ. Đàn ông phải để cho họ đói chút xíu. Dạ. Nhớ dạ. Chưa? Dạ. Đừng cho nó ăn. Dạ. Đói chút xíu nha. Vậy là hai bên đói, đói quá. Cũng đi, cũng trốn nhà đi đói ra quá, nó bỏ luôn á. Ừ. Phải nhấp nhữ đi rồi ha. Dạ. Rồi, em gái, bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, về ngoại hình á, thì anh đó cao từ 1m6 tới 1m7. 1m6 tới 1m7, wow. Dạ, không có bị hói. Không, không anh em. Hơi. Dạ, hơi. Bụng không có to lắm. Bụng lép xẹp. Dạ, không hút thuốc. Có không Thanh? Dạ không anh. Không luôn. Dạ, còn có nhậu thì có thể nhậu xã giao, uống ít thôi thì được. Xã giao? Dạ. Được không? Dạ được, em thì cũng không có thích nhậu cho máy, nhưng mà nhậu thì với nhau luôn trong công việc, còn xã giao thôi. Xã giao thôi? Dạ. Còn gì nữa không? Tính tình thì sao nè? Tính tình thì vui vẻ, chân thật và có bản lĩnh à. Đây vui vẻ là còn bản lĩnh chưa biết, hơi nhát gái thôi. Nói chung là giờ đưa ra những vấn đề đó 90 mấy% bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó. Chị ra chị kiểm tra cho. Trời ơi. Dạ, em trai vậy. Dạ. Người ta hiền lành chất phác. Bao nhiêu phần trăm đưa ra 90 mấy% thì đó, thì em tự nhận là bao nhiêu phần trăm khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó?
Dạ em thì cũng khoảng 99% em. Khoảng 90% là cái chuyện mà bản lĩnh á, thì ví dụ như nhát gái á, thì đó là cái chuyện mà có thể làm cái tính cách thôi. Còn cái chuyện mà bản lĩnh á, thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này công thì việc mình, sự nghiệp, dạ, công việc sự nghiệp là rất là bản lĩnh đúng dạ, không? Mình chín chắn hơn chút rồi. Ok. Dạ. Trăm luôn. Trăm luôn. Rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào? Dạ em thì người bạn gái thì em không có đòi hỏi gì cao lắm. Em chỉ muốn biết cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được. Ừ. Dạ còn chuyện này kia thì em có thể lo được. Chỉ cần chung thủy thôi. Dạ, chung người thủy ta có quan tâm sâu sắc quá thì em có cảm thấy khó chịu không? Dạ không, em không thấy khó chịu. Em có thích điều đó không? Em luôn có quan điểm là em thích cái người vợ em nó phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Dạ, đúng rồi vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi vậy là em cầu được ước thấy. Nữa rồi biết nha cưng. Rồi cái ngoại hình thì em muốn sao nè? Dạ ngoại hình thì nói chung là đừng gầy quá hay cũng đừng có mập á. Mập là nhưng mà quá khổ luôn, nó mập là dạng đừng có nói chuyện mập ở đây. Năm mới tránh nói chuyện mập. Ủa có làm sao đâu, bình thường mà. Mập mà có nạn đó xảy ra là mấy con mập nó chết sau cùng á. Nói chứ có nghĩa là những cái mà em mong muốn á ha. Dạ. À, không mà em có muốn chiều cao phải như thế nào không? Bạn là bạn muốn từ 1m6, 1m7 là với em, nhưng mà với em có muốn yêu cầu bạn là phải cao mét bao nhiêu không? Dạ đối với em thì 1m6 rồi cũng được thôi chị. Uh-huh. Dạ. Em mét nhiêu vậy? Dạ em 1m72. Ồ rồi ngon lành. Trời. Rồi để chị hỏi bạn gái bên đây sao nè, sao nè. Bây giờ nghe bên đàn trai người ta ra giá vậy đó là mình thấy giá của mình là bao nhiêu phần trăm nè? Em nghe cái giọng anh nói nó hơi hơi nhỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn anh rất là, nói chung là với chị nha thì như nãy ông mới ông nói đó là bạn này cũng phải là 99% những cái yêu cầu mà em đặt ra. Dạ. Đó, em mét bao nhiêu? Dạ có 55 à. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Hả? Em muốn sao? Dạ muốn về cùng một nhà với em. À luôn. Tức là bây dạ. giờ muốn cô này về một nhà với mình dạ, đúng không? Rồi. Vậy em hỏi đi sao cô tặng cái đó? Đi dạ, Nga là ý em gì? Thì em cũng hiểu là bạn cũng muốn xác định như vậy. Phải không? Dạ. Phải không? Nói đi cúp bế, dạ. Nói đi. Em cũng muốn là mối quan hệ nó... Cái mối quan hệ nó... Em nghiêm túc phải không? Dạ đúng rồi. Cưng quá à. Ngồi xuống đây có gì tôi dạ. mắm mồi cho. Đi, ngồi xuống. À, nhìn thẳng rồi. Trực diện bên kia luôn, quay hai đứa nè. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau mà cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi, thì có những lúc á là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Dạ. Cái này thì mình sẽ hiểu, thì anh nghĩ là cả hai sẽ cắt trung hòa được với nhau. Dạ. Rồi về thì nói chung mà nhìn em anh có rất có hiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thật sự khi nào bạn này không cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có. Đang hồi hộp. Đúng không? Đó. Cúp bé nói đi cúp bé. Em rung. Em hỏi ảnh coi. Rung quá. Em hỏi ảnh coi. Em thấy ảnh sao nè, em thấy có đúng trong cái suy nghĩ của mình không? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Thì... Em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Thì nói chung mới là lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á, có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Yeah. Thì nó mới có bù trừ lại được với nhau chứ, hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Yeah. Rồi em có nhận xét gì về anh không thì em cứ nói. Hỏi cưng hỏi đi, anh có gọi là gì không hỏi à, không anh là cầm kế toán, em cũng làm kế toán gì về nữa, ai giữ tiền. Với lại là anh có cái bằng gì độc tài hả? Quên rồi. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Hiện tại là không. Cả gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Em hỏi câu quan trọng này em mới nhắc. Hỏi đi em gái. Câu về tiền đó, tiền bạc. Anh tính toán anh người kia rồi rửa về em có tính toán với em không? Rồi tiền ai giữ? Hai đứa thì làm kế toán nào cũng giữ tiền hết chứ.
hai đứa có thể nói quan điểm của mình. Rồi. À, theo bác đó, cái từ đó về ông bà mình thì nói câu là đàn ông xây tổ ấm, đàn bà xây nhà. Ai đàn bà xây mái ấm, đàn ông xây nhà. Thì là cái tiền bà chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ. Tại vì cách tiêu tiền của mình như thế nào á là chỉ cần là người nữ người ta biết á là cái gia đình ấm gọi là ấm em hơn. Nếu mà em giữ như vậy á thì hàng tháng anh có kêu em liệt ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Cái đó là theo kiểu gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không. Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Hẹn hò sao? Đó. Từ quận này qua quận kia đó. À, dạ. Em hồi nãy có nói là em bên Tân Phú đúng không? Dạ đúng rồi. Anh hiểu quận 11 thì cũng gần nhau. Gần. Anh ở quận 11 mà có gần Đầm Sen không? Gần đó em. Dạ. Anh ở bên ngay chỗ đường Hàng Hải Nguyên á, ngay chỗ khúc trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Vậy hẹn đạp dịch được rồi đó. Trời ơi sao mà ông, tôi tính hỏi câu đó, tôi nói em có thích đạp dịch không, anh dắt đi đạp dịch đó. Hẹn vô Đầm Sen đạp dịch. Đầm Sen mà không đạp dịch là uổng dữ lắm luôn á. Đạp quy một cái hồ luôn. Vậy anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Nó ưng ý. Rồi, khoảng bao lâu thì tụi em nghĩ tới chuyện kết hôn, trao đổi với nhau luôn? Thì nói thẳng ra bây giờ ở cái tuổi của em bây giờ em muốn là ổn định gia đình rồi. Thì nếu mà chậm nhất là một năm là chuyển tới hôn nhân. Thì cũng như hồi nãy là quen 7 năm vẫn vậy. Thì bây giờ mình một năm mình tìm hiểu nhau từ từ nữa. Chứ như gọi một trang sách mở ra từng ngày, một trang mới sẽ có những điều mới hơn. Mình phải kinh nghiệm. Ông bà mới cưới vợ là cưới liền tay đi. Dạ. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm.